tuyệt đẹp và độc đáo bông hoa tulip giống hệt ly kem mát lạnh. Những bông tulip kem ly nở đúng mùa hè, mang lại cho người yêu hoa cảm giác thật tươi mát giữa ngày hè nóng bỏng. Những người đam mê hoa đều biết về giống hoa tulip kem ly, nhưng với đa số mọi người, đây vẫn là một loại hoa rất mới và độc lạ, đặc biệt là trước khi chúng bung nở, những bông tulip kem thực sự giống những cốc kem lạnh ngon tuyệt, mời gọi bạn thưởng thức. Bông tulip và Icarine có kích cỡ lớn hơn hầu hết các bông tulip loại khác, với đường kính lên tới 10cm và trung bình cành hoa dài khoảng 25cm. Phần dưới của hoa có màu hồng, còn phần trên có màu trắng với hình dáng giống hệt một cốc kem. Hoa kem ly có cánh kép, với ít nhất 12 cánh, trong khi tulip thông thường chỉ có 6 cánh. Cả bông hoa có thể nở bung, nhưng đa phần là không để giữ được nguyên hình dáng hấp dẫn của cốc kem mát lạnh,